Sáng ngày 7 tháng 9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn quận 7, chính thức khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023 với chủ đề Liên kết phát triển bền vững do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch; Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhiều lãnh đạo trung ương địa phương khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có chuỗi hoạt động chuyên môn phong phú, đa dạng, đã thu hút hơn 3.500 đại biểu đến từ 45 tỉnh thành của Việt Nam và 42 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia. Hội chợ năm nay còn là sự kiện mong đợi của du khách và công chúng, với chuỗi hoạt động hấp dẫn được thiết kế cho hơn 25.000 khách tham quan, góp phần quảng bá kích cầu du lịch nội địa và quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ còn mở ra cơ hội cho những cơ chế, chính sách mang tính động lực để phát triển ngành du lịch khi được tổ chức trong giai đoạn thành phố đang tập trung triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch.